trần gian đau thương phủ lắm muôn vàn, hằng tin yêu chứa chan vượt bao khó nguy gian nan. Người khen thánh nữ Monica chọn cuộc sống ngắn theo mường hoa, tình yêu Chúa luôn tràn hòa vượt đường xa tìm con dù lòng sầu héo hon, nhưng trong một niềm tin nơi Chúa luôn đưa về người con bấy lâu lạc đường.
các bạn nhé. Mỗi người sẽ cầm một cây nến, được thắp sáng từ cây nến phục sinh. Cây nến phục sinh là chính Đức Kitô. Đức Kitô là ánh sáng soi rọi cho thế gian mơ tối. Ngài đã chấp nhận làm người, đón nhận tất cả những yếu đuối, những giới hạn của kiếp người. Ngài đã phải tiêu hao chính mình. Cũng vậy, các bà mẹ cũng phải tỏa sáng bằng việc tiêu hao chính mình, bằng sự tận tụy hy sinh âm thầm phục vụ chồng con, bằng sự an ủi, khuyên bảo và cầu nguyện cho con cái, để qua sự hy sinh nguyên lý của mình, người mẹ sẽ trở nên ánh sáng cho chồng và con cái. Nhờ đó, bà sẽ là người xây tổ ấm và làm cho gia đình mình nên thánh.
Thank you.
Tiên tri cao cả xuất hiện giữa chúng ta
và Thiên Chúa đã thăm viếng dân người, và việc này đã loan truyền danh tiếng người trong toàn cõi Judea và khắp vùng lân cận. Đó là lời Chúa. Hôm nay chúng ta cùng với toàn thể xã hội mừng lễ Thánh nữ Monica. Cuộc đời của Thánh nữ tràn đầy đau khổ khi sống trong gia đình. Ngay từ lúc còn bé thơ, Monica đã phải chịu sự giáo dục vô cùng khắt khe của gia đình, nhất là người bố nuôi. Chẳng hạn, bà bố không cho phép Monica uống nước ngoài bữa ăn. Thờ ơ cũng trôi đi trong nước mắt của những trận đòn đáng sợ. Lớn lên, Monica được gả cho Patricius, một người ngoại giáo nóng tính, hẹp hòi và thích ăn chơi phóng khoáng. Vì thế, mặc dù vẫn thích để đời sống tốt lành của Monica, nhưng ông cũng thích lối sống mà ông cho là quá đạo đức, quá nhiệm nhận của vợ. Hơn nữa, mẹ của Patricio cũng bênh vực chủ xương sống như thế của con mình, và vì bênh mình như vậy cho nên cuộc sống gia đình của Monica gặp rất nhiều khó khăn đau khổ. Tuy nhiên, vì có đời sống đức tin vững mạnh và luôn sống theo tinh thần phúc âm, theo tình thương của Đức Kitô, Monica vẫn kiên trì chịu mọi sự khó khăn này, tuân theo những ý Chúa. Monica vẫn có một lòng yêu mến và kính trọng chồng và bà mẹ chồng. Bà học cách thương chồng và chịu đựng cả những sự thiếu trung vị của chồng một cách hiền lành và kiên nhẫn. Lý do khiến ông không mạnh tay đánh đập Thánh nữ là vì Thánh nữ đã không mạnh mẽ với chồng. Trong cách sống, Monica luôn nêu gương sáng cho các con và giáo dục chúng theo tinh thần phúc âm của Chúa. Mặc dù chúng chưa được rửa tội, nhưng bà vẫn dạy các con biết làm chủ thánh giá, đọc kinh và cầu nguyện. Tuy nhiên, thánh giá đặc nhất của một đời thánh nữ là chính người con trai trưởng của mình, đó là Agostino. Agostino là một người sống thông minh, lanh lợi và hoạt bát, là giao du với bạn bè và thích tự do phóng túng như người cha. Vì thế, dù mẹ nói mấy mặt lòng, Agostino nhất định không chịu gia nhập đạo Thánh Chúa. Ông thích lối sống theo lề mực của Chúa và xã hội. Trái lại, ông thích sống theo các quan điểm của các triết nhân và giáo phái, có quan điểm sống tự do và cung hạ hơn. Thế rồi vào năm 383, lúc Agostino 29 tuổi, vì muốn bay nhảy cho khoản chữ tăng bổng, muốn thăng tiến trên con đường tôn danh sự nghiệp và muốn xa cách người mẹ lúc nàng đứng kè kè ở bên kinh dụ, Agostino quyết định rời bỏ quê hương Kinh Châu để đi Roma. Nhưng dù đi đâu xa xôi bằng lòng, mẹ Monica cũng quyết tâm đi theo con mình đến bất cứ chân trời có biển nào, vừa đi theo tìm con, vừa khóc lóc cầu xin Chúa cho con mình hồi tâm an năn trở về với Chúa và giáo hội. Và trên đường đi theo con và tìm con, Monica thường gặp các linh hồn và tu sĩ và bất cứ ở đâu bà cũng xin các ngài cầu nguyện cho người con cứu lòng của mình. Nhiều người quen lúc đó biết tính tình của Agostino thì coi như đã hết cứu chữa, nhưng bà Monica thì không bao giờ thất vọng, vẫn luôn vững tin rằng Chúa sẽ cứu vớt con của mình. Một ngày kia, bà gặp một linh mục để xin cầu nguyện. Linh mục ấy đã nói với Monica rằng không thể nào có một người con mà bà mẹ đã đổ ra bao nước mắt để khóc
thương và cầu nguyện cho lại có thể như bất lực. Chính nhờ lời quyết định ấy mà nó đi ngăn cản lòng trong tận lên Chúa và tiếp tục ra tăng cầu nguyện và cầu nguyện với những mắt và hy sinh đáng mừng. Vì thế, suốt 57 năm cuộc đời, anh Đức Molina sống trong đau khổ. Cuộc đời của thánh nữ tràn đầy nước mắt và Monica để lại cho các bà mẹ Công giáo một tổ tiên tuyệt vời về sự hiền diện, kiên trì trong hy sinh và đau khổ. Nhờ đó Monica đã cảm hóa được cả gia đình, làm cho cả gia đình được tên thánh. Khi Chúa đã thực hiện lời hứa cho Monica, cứ so bao nhiêu năm tháng cầu nguyện, chẳng có bao nhiêu khổ trong đời sống gia đình, thì Chúa đã ban cho Monica phần thưởng cao quý là niềm hạnh phúc khi nhìn thấy chồng và mẹ chồng rồi cả ba đứa con đều được rửa tội gia nhập đạo Công giáo. Ba người con của Monica đều biết yêu đến Augustino và vợ tất cả ngàn lời một vị thánh nổi tiếng và được phong thánh và giáo hội tín sĩ hộ thánh. Ngày hôm nay chúng ta cùng cầu nguyện cho giới thiệu tổ nhân ngày mùa vàng, và chúng ta cũng biết rằng các bà, các mẹ, các chị em trong gia đình biết bao nhiêu lần cũng phải đau khổ khóc lóc vì chồng, vì con, vì gia đình của mình. Có những điều có thể tâm sự nói ra, nhưng có điều cũng phải chấp nhận vươn nước mắt được vào trong. Vì thế, chúng ta xin Chúa có lời cầu từ của Thánh Monica ban ơn an ủi các bà mẹ đang phải đau khổ vì chồng con, vì gánh nặng của đời sống gia đình. Xin cho các bà mẹ biết dùng đời sống đạo đức, sự hiền dịu và kiên trì cầu nguyện mà cảm hóa mọi người trong gia đình của mình. Trong tâm tình đó, giờ đây chúng ta đứng lên để chúc cho người mình cầu lời. Anh chị em thân mến, Thánh Monica là mẫu gương cho các bà mẹ Công giáo trong trách nhiệm giáo dục con cái và một phần đối với gia đình. Cùng với thánh nữ chúng ta xin lời nguyện xin. Thánh Monica đã dùng tình thương và sự cầu nguyện để cảm hóa con mình ăn năn trở về. Xin cho các mục tử của hội thánh biết sống tinh thần từ mẫu, luôn ân cần dẫn dắt những người con là người trở về với Chúa. Chúa bài cầu xin Chúa. Hiện hành cùng sự Chúa và toàn bộ gia đình để góp phần đền ơn
Thank you.
Thank you.
chúng ta vâng lời cầu nguyện. Lạy Thiên Chúa và Thánh Cha Mẹ kính thay Monica, Chúa đã sửa kinh thánh thầy với sự chúng con, xin cho kinh thánh này được đem lại ánh sáng cho tâm hồn, vừa có trong lòng tin yêu của chúng con, nhờ đó càng ngày chúng con càng đáng tin, sống cuộc đời thánh thiện và chúng con làm việc lành vô tư. Chúng con cầu xin nhờ Kitô Chúa chúng con. Thank you.